Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng kính chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì Phương Súp đang trân trọng giới thiệu với tất cả các bác về 3 model dòng súp mới về, với những dòng súp giá thành phù hợp, bình dân. Bởi vì em thấy cũng rất nhiều bác thích chơi tiếng súp hay, chất, nhưng mà cái mức đầu tư của chúng ta thì ở mức gọi là bình dân thôi. Cho nên có nói rằng là anh Phương hãy tìm những dòng súp bãi, hàng xịn, đẹp, giá thành hợp lý cho anh em chơi. Thì anh Phương đang giới thiệu về 3 dòng súp với cực kỳ là chất lượng. Các bác hãy cùng ngắm nhìn để xem là cân đối cái không gian nhà mình, cân đối với túi tiền của mình để chúng ta lựa chọn được những quả súp bãi hàng xịn sò chất âm hay nhất. Hiện tại thì anh Phương đang chơi một đôi loa siêu lời của Mỹ, dòng loa JBL hàng bãi xịn, kết hợp với một quả súp bát dòng 715 hàng của Trung Quốc, 718 hàng của Trung Quốc. Hàng này là hàng bãi toàn bộ là dòng súp. Các bác nhớ rằng là toàn bộ súp thì ngoài súp Mỹ ra thì toàn bộ những dòng súp bãi thông thường đều là sản xuất tại Trung Quốc cả. Còn cái chuyện công nghệ của Đức hay công nghệ của Anh hay công nghệ của Tây Ban Nha thì đó là những cái công nghệ có lắp ráp tại Trung Quốc. Cho nên anh Vương gọi chung đây là súp bãi. Đấy. Ví dụ như dòng súp của Martin này, đây là dòng súp bãi với công nghệ của Anh. Đấy. Các bác cùng quan sát về cấu hình súp này. Anh Vương sẽ gửi hình ảnh chi tiết về nội thất của quả súp này cho các bác xem. Đây là dòng súp Martin. Giá thành của quả súp này chỉ có 4.500.000 đồng một quả tại cửa hàng. Giá ship cho bác là 5.000.000 đồng. Cụ từ của nó là cụ từ 2.2. Côn của nó là côn 100. Với công suất là 500W một quả. Bao cho các bác đánh phòng thoải mái. Martin. $4.500.000 rồi các bác. Sang bên này chúng ta sẽ có một quả súp thứ hai, đó là quả súp 718. Đây là cấu hình làm theo súp Mỹ, SX700 của Mỹ, được lắp ráp sản xuất tại Trung Quốc. Con này thì hình thức thiết kế gọn gàng, xinh xắn, thiên về chiều sâu, rất vuông vắn, chiều cao của nó rất đẹp. Đây là 718, hàng sản xuất tại Trung Quốc, hàng xịn các bác nhá. Form của 718, tiếng của nó khá mềm mại, kết hợp cực kỳ tốt với những đôi loa siêu lời này. Xinh xắn đẹp mắt. Quả này hiện tại đang có giá là 6.000.000 đồng, giá tại cửa hàng là 5.500.000. Súp 718 hàng Trung Quốc các bác nhá, súp bãi 5.500.000 tại cửa hàng. Sang bên này chúng ta có quả súp thứ ba, đó là quả súp đây là sao. Con này thì trong hình thức thiết kế khá bắt mắt, với 4 lỗ thở và cái màng bát của nó rất ấn tượng. Kết cấu cũng đặc biệt. Cái hậu của nó là cái hậu này là hậu kim.
công suất của loại này lên 800W một quả. Độ nhạy đến 130 decibel. Con này chạy ở cái rắc 2+2-. Ở bên ngoài này nó có một cái ốp gỗ để che ở đây. Đấy. Con này phù hợp cho các bác đánh ở không gian ngoài trời, chống mưa, chống ẩm. Con này hiện tại đang có giá là 5,5 triệu bao ship. Giá tại cửa hàng là 5 triệu. Như vậy đây là 3 model súp với giá thành bình dân và súp bát 50. Anh Phương sẽ đo chi tiết về cái kích thước để các bác cùng cân đối về không gian của mình. Con này ngang của nó này là 56, ngang 56, sâu 60, cao 70. Về con này thì nó lại thiên về chiều sâu, sâu 75, ngang của con này là 60, chiều cao thì khá hợp lý, 56. Con này thì nó lại thiên về chiều ngang, sâu 60, ngang 68. Về chiều cao của nó là 58. Trong ba con này các bác thích con nào thì alo cho em, giá thành em đã báo chi tiết. Hình ảnh cụ thể em sẽ gửi trên video để các bác cùng theo dõi. Số máy của anh Phương là 0971985555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Hãy gọi cho em để chúng ta sở hữu được những quả súp chất bãi cực kỳ hay, không cần phải quá nhiều tiền mà biết phối ghép, chúng ta sẽ thấy có một dàn máy cực kỳ hiệu quả. Đây em đánh một đôi loa lời với một quả súp này thôi, nhưng mà rất là đều tiếng và rất là hay.